Hello mọi người, hôm nay Diễm sẽ giới thiệu với mọi người cách làm món chả cá ha. Thì hồi lúc trước á, Diễm làm chả có lúc dai rồi có lúc không dai. Rồi bây giờ Diễm đã tìm ra được một cách để mình làm với cái cá nào chả nó cũng sẽ dai hết ha. Thì hôm nay Diễm sẽ làm chả cá với ba loại cá luôn. Diễm sẽ giới thiệu cá rất là tỉ mỉ cẩn thận cho mọi người tìm để lựa cá để làm ha. Và cũng hướng dẫn mọi người cách để mà chiên, làm sao để mình chiên cá cho nó chiên xong nó không có bị xẹp xuống nè ha, và nó không có bị dăng dầu. Bây giờ mời mọi người vô bếp cùng làm món chả cá với Diễm nha. Cái này Diễm đi chợ để Diễm mua cá nè, sẵn Diễm quay cho mọi người xem chợ cá ở, nói chợ cá nhưng thật ra nằm trong siêu thị ha. À, cái này là siêu thị của Na Uy ha, thì nó bán cá tươi là như vậy nè. Thì Diễm sẽ mua ba loại cá nha. Thì mọi người nếu mà chọn cá thì mọi người sẽ chọn như vậy ha. Bây giờ Diễm giới thiệu ba loại cá Diễm đã mua nha. Thì ở đây á, cái này là nó gọi là cá khùng da. Thì cái cá này á, cái thịt của nó thì nó rất là chắc ha, là cá biển á, nha. Thì mọi người xem cái thịt của nó nè, cái thịt bên trong ha. Cái thịt bên trong nó là như vậy nè đó. Thì mình lựa, lúc mà mình lựa những con cá mà nó có cái sớ thịt rồi ở ngoài nó như vậy á, thì làm chả được ha. Tiếp theo cái này á, thì Na Uy nó gọi là cá xay ha, thì cái thịt nó sẽ đỏ hơn. Thì cái thớ thịt nó cũng vậy ha, cũng là cá biển luôn nha. Thì mình làm chả thì mình làm bằng cá biển á, thì nó thơm hơn là cá sông ha. Mà nếu mà ở Việt Nam á, mọi người tìm không được cá biển á, thì mọi người dùng cá ba sa hoặc là cá rô á, cũng làm chả được luôn nha. Rồi ở đây Diễm có cá này á, gọi là cá scray á, là con cá mà bự á, loại cá thosh, mà thosh này nó lớn lắm á, thì gọi là cá scray á, thì cái thịt của nó rất là trắng ha. Diễm không biết là nó có phải là gọi là Vithuria bassum nên Diễm không biết, nhưng mà nó rất là giống ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi pha cái phần gia vị để mình ướp vô cá nha. Thì gia vị Diễm pha là cho 1 kg cá ha. Ở đây Diễm có cái muỗng gọi là muỗng cà phê, nó là 5ml nha. Rồi ở đây Diễm có cái muỗng gọi là muỗng ăn canh á, nó là 15ml ha. Tại Diễm giới thiệu cho mọi người xem rõ đặng mọi người nêm gia vị ha. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ nêm cái gia vị khô trước nha. Thì Diễm sẽ cho vô trong đây 2 muỗng cà phê muối ha. Thì muối á, cũng tùy là muối nó nhuyễn hay là muối nó cái hạt nó to ha. Thì muối nhuyễn thì nó sẽ mặn hơn là muối hạt to, nên mọi người lưu ý giùm Diễm ha. Thì Diễm sẽ cho 2 muỗng cà phê lưng lưng muối nha. Đó là như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ cho đường ha. Thì Diễm sẽ sử dụng cái muỗng canh nha. Mình sẽ cho 2 muỗng canh đường ha. Cái cách, cái công thức, cái nước pha này là dùng cho 1 kg cá nha mọi người. Rồi mình sẽ cho vô 2 muỗng cà phê bột nêm gà. Nếu mọi người không có bột nêm gà thì mình nêm bột nêm bình thường cũng được ha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vô 1/2 muỗng cà phê bột nổi, không có cần cho nhiều đâu, tại mình làm đúng nên nó rất là dai rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vô 2 muỗng canh tinh bột khoai tây nha. Để mà làm chả hay là giò lụa hay chả cá cũng vậy, thì mọi người nên sử dụng tinh bột khoai tây ha. Vì tinh bột khoai tây nó rất là ngon, nó không có bị nhớt ha. Chứ sử dụng tinh bột bắp hoặc bột năng thì cũng được, nhưng mà Diễm nghĩ tinh bột khoai tây là ngon nhất nha. Rồi mình sẽ cho vô 1 muỗng canh nước mắm ha. Thì cái nước mắm của Diễm này, nước mắm của Thái Lan nên nó nhạt ha. Nếu mọi người sử dụng nước mắm có cái độ đạm cao thì mình làm mình nên điều chỉnh lại tí xíu nha. Tại Diễm sợ bị mặn á, cái này thì Diễm nêm Diễm thấy rất là vừa ăn á, nó đậm đà đó nha. Diễm sẽ cho vô 2 muỗng canh dầu ăn. Thì Diễm lưu ý về cái lượng dầu ăn ha. Nếu mà mọi người cứ làm theo công thức này đi, rồi mọi người ăn, mọi người cảm nhận xem mọi người thích là chả nó chắc, nó giòn, nó dai hay là nó mềm, nó dẻo, nó dai. Nếu mà muốn mềm dẻo thì mọi người nêm 3 muỗng canh dầu ăn nha. Còn cái này á, là cái chả nó sẽ chắc, nó dai nha.
rồi mình sẽ trộn lên cho đều, thiệt đều nha. Với lại mỗi tùy mỗi loại cá thì cái thịt đó nó khác nhau á, thì cái này là Diễm đưa ra cái công thức chung cho tất cả loại cá, rồi mình chọn cá mình làm thử đầu tiên, xong rồi lúc sau mình sẽ điều chỉnh lại cái lượng dầu ha. Bây giờ Diễm đi cắt cá, mọi người lưu ý nhé, cái phần giữa chỗ này người ta phi lê hay còn xương lắm á, mình lấy tay mình sờ thử như vậy nè, nếu có xương thì mình lấy ra nha, chứ để mà mình quớt xong mình cho mấy bé nhỏ ăn mà mất xương là tội nghiệp lắm. Rồi mình cắt ra từng miếng nha. Đó, mình cắt cái miếng nhỏ nhỏ như vậy nè. Thì cá mua về á, mình sẽ rửa lại ha, mình rửa bằng nước thật là lạnh luôn nha. Nhớ nha, lưu ý là đó, cái miếng cá thì mình cắt như vậy ha, mình lưu ý là mình rửa thật là lạnh á, nước lạnh nó không rửa nước nóng là hư cá liền nha, cá nó sẽ bị tanh á. Mình rửa xong rồi mình để cho ráo khoảng cỡ 5 phút thôi, rồi mình lấy cái giấy nhà bếp á, mình sẽ lau cho nó thật là khô ha, rồi mình mới đi mình làm chả. Những cái phần cá nào mà nó dơ dơ, nó đen đen, cái da của nó thì mình lấy mình bỏ ra ha. Mình cứ cắt, cắt không có cần cắt nhỏ lắm mà cũng không có cắt lớn lắm, cắt như vậy là vừa ha. Tại cái này mình không xay, mà mình ướp xong rồi mình đem đi đông đá, rồi cái là mình lấy ra mình quớt thôi ha. Hôm nay Diễm làm tới 3 loại cá, tính ra gần 4kg luôn. Cái này thì Diễm chỉ quay cá, cái này Diễm đang cắt là cá xay ha, cái thịt nó đỏ đỏ. Cá chả cá mà mình làm bằng cá biển thì nó ngon ha, nó không có bị tanh. Còn nếu mà mình làm bằng cá sông thì nó sẽ tanh hơn tí xíu ha. Cái sống lưng lúc nào cũng có xương, mọi người nên cẩn thận nha. Đó, mình cắt hết. Rồi bây giờ mình đi ướp cá nha. Thì mình lấy cái hỗn hợp mà hồi nãy mình đã pha đó, mình cho vô trong đây ha. Làm cái chả cá này thì mình không có cho cái cá vô cái bịch mà mình nhồi ha, mà mình phải bóp tí xíu nha. Thì Diễm cho nó ra cái tô như vậy nè, mình cho cái hỗn hợp gia vị xong rồi mình sẽ đeo cái bao tay vô, rồi bắt đầu mình bóp ha. Bóp không có lâu đâu, mình chỉ cần bóp cho mình thấy là cái gia vị nó trộn đều với cá là được nha. Đó, mình bóp như vậy, mình vừa bóp giống như mình nghiền nó ra tí xíu cho cái thịt cá nó nát ra đó là được ha. Tại vì nếu mà mình cho vô cái túi ni lông đông đá thì mình chỉ trộn thôi chứ mình không có bóp như vậy, nó không có thấm vô, với lại cái cá nó chưa có nhuyễn ra lắm ha. Mình bóp cho thật là đều, mà nhớ là mình làm thiệt là nhanh ha. Nếu mà cá mua về mà không có làm, chưa có làm thì cho liền vô tủ lạnh nha. Diễm mà mua cá về là Diễm cho vô tủ lạnh tí xíu rồi sắp xếp xong xuôi là Diễm lấy ra Diễm rửa, Diễm làm liền luôn. Thì càng tươi thì cá mình nó làm ra cái chả nó càng dai, nó càng ngon ha. Đó, mình vừa bóp mình vừa trộn lên cho nó đều, nó thấm cái gia vị. Diễm quay phim, Diễm để đặng cho mọi người xem ha, nếu mọi người thấy mà lâu thì mọi người cứ bấm nhanh qua nha. Nhưng mà mình làm nếu mình xem cẩn thận thì chắc chắn mình sẽ làm thành công ha. Diễm làm rất là nhiều luôn, hồi lúc trước thì có lúc làm được, có lúc bị thất bại. Nhưng mà bây giờ Diễm làm theo cái công thức của Diễm như vậy, chả cá nào Diễm làm cũng dai cũng ngon hết ha. Đó, mình bóp, bóp hơi mỏi tay tí xíu nhưng mà bóp như vậy thì cái chả mình làm ra nó dài, nó mịn, nó ngon lắm. Cái này là Diễm bóp khoảng từ 2 tới 3 phút ha, đó là xong. Rồi mình lấy cái túi mà đông đá ha, mình sẽ cho cá vô trong đây. Rồi xong mình sẽ dàn cái cá ra nha. Thì có hai cách. Cách thứ nhất là mọi người sẽ để vô trong tủ đông đá 3 tiếng thì mình lấy ra là mình quết liền luôn ha, như cái cách mà Diễm chỉ làm bò viên á. Còn nếu mà mọi người không có thời gian để làm liền á, thì cứ cho vô trong tủ đông đá xong rồi á, mình sẽ lấy ra. Thì cái lúc mà mình lấy ra, mình bỏ ra ngoài á, tối đa là 20 phút thôi nha. Tại cá nó rất là mau tan, rất là dễ ương hơn là thịt á. Đây, mình làm cái này là Diễm làm cho nó dẹp khoảng cỡ 2cm nè, 2-3cm như vậy là được ha. Rồi Diễm nói tiếp, nếu mà mình cho vô tủ đông đá xong ra mà mình lấy ra thì mình để ở ngoài
nhiều nhất là 20 phút thôi nha, không hơn á, tại vì cá nó rất là mau tan á, nó dễ bị ương á. Còn á, nếu không á, là mọi người lấy ra mọi người phải để vô trong tủ lạnh. Để trong tủ lạnh thì hôm bữa Diễm có làm thử thì Diễm cất trong tủ lạnh khoảng 3-4 tiếng á, Diễm lấy ra Diễm mới quết được nha. Đó, đây là cái phần cá mà Diễm đã để trong tủ đông đá được 3 tiếng rồi ha. Thì lấy ra để Diễm bóp thử cho mọi người xem. Đó, nó là như vậy nè. Nó dẻo dẻo, nó đông đá nó dẻo chứ không phải là nó cứng ha. Như vậy là quết là vừa chuẩn ha. Thì mọi người coi cho xem kỹ ha. Mình bẻ ra được nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô cái máy để mình quết ha. Mình bẻ ra cho cái cục nó nhỏ nhỏ tí xíu nha. Tại vì cái này nó còn đông đá cứng á, nên là mình cho nó làm nhỏ nhỏ thì mình cho vô máy á, nó sẽ dễ dàng hơn. Diễm bật máy lên thì đầu tiên á, là mình sẽ bật với tốc độ là nhỏ nhất nha. Mọi người nhớ nha, nhỏ nhất luôn. Tại vì nếu mà bật lên cao quá là cá nó văng lên dữ lắm, tại vì nó còn đông đá đó. Cái này là Diễm cứ bật lên xong Diễm nhấp, Diễm thả tí xíu đặng cho nó nghiêng lên cho nó hơi nhỏ nhỏ ra chứ không mấy nó văng cục cá ra luôn á. Mình sẽ quết để tốc độ thấp 2 phút ha. Mình thấy, mình nhìn vô mình thấy bắt đầu cá nó bời rời ra rồi đó, nó không có còn mà cục đông đá bự á. Rồi đây là Diễm quết được 2 phút rồi nè, thì mọi người quan sát kỹ ha. Thì cái cục cá đó nó đã tơi ra nhưng mà nó sẽ dính lại thành từng cục dẻo nha. Đó, thành từng cục cá bự mà nó dẻo như vậy nè, sau khi mình quết 2 phút ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình cho quết thêm 5 phút với tốc độ trung bình nha. Thì cái máy của Diễm nó có 6 số thì Diễm quết ở số 3. Cái lúc này 5 phút á, mình quết xong á, là mình thấy cá nó bắt đầu nó dẻo rồi, nó hết đông đá rồi ha, nó ngon. Làm chả cá thì Diễm thấy á, là nó mình không có cái phần cần phải canh nhiệt độ cá lạnh như là làm chả thịt ha. Thì chỉ quan trọng nhất là cái cá mà lúc mình lấy ra thôi, chứ bây giờ lúc mình quết á, thì mình quết nhiều cũng không sao ha. Nó dễ hơn làm chả thịt. Nhưng mà lưu ý cái chỗ lúc mà đông đá với rã đông cá thì mình luôn luôn nhớ là để cho nó lạnh, nó tươi á. Chứ mà bắt đầu cái lúc quết rồi thì mình không có cần phải đo nhiệt độ đâu, không có cần phải kiểm tra xem cá lạnh hay là cá nóng ha. Đó, cái này là Diễm quết được 5 phút ở tốc độ trung bình rồi ha. Là nãy giờ tổng cộng là mình đã quết được 7 phút á. Thì cái cá bây giờ nó đã dẻo, nó đã mềm ra rồi ha. Nó không có còn đông đá nữa. Đó, mọi người nhìn kỹ ha. Nhưng mà nó chưa có nhuyễn. Cái này là nó đã hết đông đá, nó dẻo thôi nhưng mà nó chưa có nhuyễn ha. Bây giờ mình sẽ quết thêm 3 phút nữa với cái tốc độ cao nhất nha. Mình quết xong 3 phút này là cá nó nhuyễn, nó dai luôn rồi. Rất là ngon. Hồi xưa mà mình làm chả cá là mình giã bằng cối không á, còn bây giờ mình có máy á thì nó tiện hơn cho mình ha. Đó, cái này là Diễm đã quết xong 3 phút, vậy là tổng cộng là 10 phút á, là chả nó rất là dai, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ nêm tiêu, bột hành, bột tỏi vô ha. Thì mọi người cho tiêu á, thích ăn cay nhiều thì cho tiêu nhiều ha. Diễm thì Diễm cho ít thôi, tại vì Victor không có ăn cay được. Rồi mình sẽ cho vô 1 muỗng cà phê bột tỏi nha. Rồi mình cũng cho thêm vô 1 muỗng cà phê bột hành luôn. Thì để mà làm chả cá này thì mọi người bắt buộc phải cho thêm bột hành, bột tỏi. Nếu không có thì mọi người phi hành với phi tỏi lên cho nó vàng, nó thơm rồi mọi người nêm vào ha. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cá của mình nó thơm, nó không có bị tanh nha. Thì tại vì cá thì cái mùi nó lúc nào cũng có mùi hơn là mùi thịt á. Thì mình nêm như vậy á, bột hành, bột tỏi thì nó sẽ ngon hơn nhiều lắm ha. Rồi bây giờ mình quết thêm 1 phút ở tốc độ cao nhất nha. Đó, đây là cá mà Diễm đã quết xong rồi ha. Mình lúc mà mình gầm cái muỗng mình quết như vậy nè thì mình thấy nó rất là nặng tay và nó dẻo á. Thì cái này là cá xong nó sẽ mới dai ha. Mọi người lưu ý nha, rất là nặng tay ha. Diễm quết mà muốn không nổi luôn á.
Đó, đây là cái phần chả cá Diễn đã quết xong rồi, đây này là cá xay ha. Thì mọi người muốn á, thì có thể mang chiên liền, không á, thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại mình cho tủ lạnh ha. Còn Diễm thì bây giờ Diễm phải đi quết thêm hai cái cá kia nữa. Ngày xưa mà mẹ Diễm làm chả cá đó, không biết mọi người có biết cái món cái cá rựa không ha. Hồi xưa mẹ hay làm bằng cá rựa thì mẹ hay sắt mỡ thành hạt lựu á, mẹ thêm vô nữa, ăn rất là ngon ha. Còn bây giờ thì mình ăn đầy đủ quá rồi, mình sợ mấy béo nhiều quá nên mình không cho mỡ ha. Chứ thật ra cá mà chả cá mà mình cho mỡ vô nó rất là béo, nó rất là ngon ha. Đó, đây là ba cái tô chả cá nè, hơn 4 kg á. Diễm làm tại vì Diễm muốn làm đủ loại cá để giới thiệu với mọi người á. Bây giờ mình đi tạo hình cái viên cá ha. Thì cái viên cá của Diễm là 200g nha. Thì cái này là tùy mọi người ha, mọi người thích là to hay là nhỏ, dày hay là mỏng. Thì theo Diễm thấy á, là nên làm cái miếng chả nó dày khoảng cỡ 2-3 cm á, thì nó sẽ ngon ha. Tại vì mỏng quá thì nó dai quá đi, nó dai lắm. Cái cá này nếu mà mọi người làm theo cách của Diễm thì mọi người sẽ thấy nó rất là dai ha. Thì cái lúc mà mình chiên 2-3 cm á, là nó vừa nhất là cái độ dày ha. Cục cá của Diễm là 200g nha. Mình dùng cái muỗng á, mình tạo hình, mình quết quết cho nó thành một cái cục trước, cho nó chắc ở trong, nó không có bị rỗng á. Rồi mình sẽ đeo cái bao tay vô, mình quết một tí xíu dầu lên cái bao tay, hoặc mình dùng tay không cũng được ha. Rồi mình sẽ ấn cho cái viên cá nó dẹp xuống ha. Mình thấm dầu lên trên cái muỗng tí xíu á, mình làm cho cái mặt chả của cá nó được láng ha. Rồi bây giờ mình cho dầu. Thì lúc mình chiên á, dầu mình không có nên cho nhiều nha. Mình cho chừng 1 cm dầu là được rồi. Và mình chiên với lại cái nhiệt độ là trung bình ha, không có cao ha. Cái bếp của Diễm á, có 9 số thì Diễm chiên ở số 6 á. Đó, mình thả cá vô mà mọi người thấy dầu nó sôi như vậy là chuẩn ha. Thì dưới cái cách chiên này á, cá nó được chín từ từ ha. Nó sẽ không có làm cho cá nó bị nóng đột ngột, nó phồng lên ở ngoài thì nó cháy mà ở trong nó còn sống á. Với lại mình chiên thấp, nhiệt độ thấp như vậy, cái lúc mình chiên xong á, cái chả nó cũng không có bị teo lại nữa. Rồi một cái nữa là nó sẽ không có bị văng dầu ha. Bếp mình chiên xong rất là sạch. Thì Diễm chiên cái cục cá 200g này á, tổng cộng là 15 phút ha. Thì Diễm chiên 5 phút đầu, xong cái Diễm trở mặt cá, Diễm chiên thêm 5 phút nữa. Rồi xong cái Diễm trở lại 1-2 phút mỗi mặt ha, là mình hoàn thành xong cái món chả cá. Cá nó chín rất là đều, rất là ngon, nó thơm nữa ha. Nếu mà mình chiên đúng cách á, thì chả của mình nó chín ha, nó không có bị cháy, nó vàng, nó rất là ngon. Và cái vỏ ngoài của cái miếng chả nó cũng sẽ không có bị dai nữa ha. Đó, Diễm chiên xong rồi, bây giờ Diễm trở qua mỗi mặt thêm 1-2 phút nữa, là tổng cộng là 15 phút ha. Đó, mọi người thấy cái bếp rất là sạch sẽ, không hề bị văng dầu ha. Làm cái chả, nhất là chả chiên hay gì thì mình sợ cái mùi dầu rồi nó văng dơ bếp á. Còn Diễm làm như vậy thì bếp rất là sạch sẽ, không văng một cái giọt dầu nào luôn á. Đây là ba cái miếng chả. Đây là chả cá xay nè, cái này là cá khù da nè, cái này là cá scray nè. Đã xong 3 miếng rồi, bây giờ Diễm đi cắt ra thử cho mọi người xem ha. Đầu tiên Diễm sẽ cắt cái chả cá xay trước ha. Đó, rất là dài ha, nhúng nhúng dễ thương ghê. Mình sẽ cắt ra nha. Đó, chả ở trong nè. Thì chả mà cá xay á, thì nó sẽ hơi đen đen á, nó không có được trắng ha. Và Diễm ăn á, thì Diễm thấy á, nó mềm chứ nó dạng như nó mềm, nó dai chứ nó không có cứng, nó không có chắc ha. Đó, rất là dai luôn. Vít tu á, thì nó ăn chả này nó thích tại vì nó mềm, nhiều khi mình làm dai quá ảnh lại không thích. Ảnh còn nhỏ nên ảnh thích ăn đồ mềm ha. Thì cái cá này á, cái mùi á, nó hơi tanh, không phải hơi tanh nhưng mà nó không có thơm, nó nghe mùi cá dữ lắm nha. Rồi cái này là cá khùng da nè. Khùng da thì nó trắng hơn cá xay tí xíu ha. Nó rất là dai mà cái thịt này, cái chả, thịt cá này thì chả làm ra nó chắc lắm nha. Nó chắc mà kiểu nó chắc cứng luôn á. Thì nếu mà mọi người làm với lại cái cá này thì mọi người nên nêm 3 muỗng canh dầu ăn thì Diễm thấy rất là ngon. Tại vì nó mềm hơn tí xíu á, rất là ngon ha.
Rồi tiếp theo là sẽ là chả cá scray, thì nó trắng, trắng lắm và rất là thơm luôn, rất là ngon. Diễm thích nhất là cái chả này, tại vì nó vừa dai mà nó dẻo á, nó dai kiểu dai dẻo á, ăn ngon lắm mà thơm nữa. Chả cá xay thì nó cái mùi nó hương nghe mùi cá, trong khi cái cá này rất là thơm, rất là ngon. Diễm có làm thêm chả với cá ly nữa, nhưng mà hôm qua Diễm đi chợ thì chả cá ly nó không có bán. Vậy là mình đã hoàn thành xong món chả cá rồi. Không có khó nha. Mọi người cứ xem kỹ video, xem kỹ từng bước. Quan trọng nhất là mình luôn nhớ là lúc mà rã đông thì mình nên nhanh ha. Hoặc là mấy là mình sẽ cho vô tủ lạnh thì chắc chắn mình sẽ thành công với cái món chả cá này. Mọi người làm thử đi nha. Nếu có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin cho Diễm. Diễm chúc mọi người thành công. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt.